Chỉ vài ngày sau khi mẫu xe Hyundai Grand 10/2021 bị bắt gặp trên xe chuyên dụng trở về Hà Nội, thì giờ đây chúng ta đã có những hình ảnh chi tiết và cụ thể về mẫu xe này. Dựa vào những hình ảnh được cung cấp, các bạn cũng có thể thấy là trang bị bên ngoài ngoại thất của Hyundai Grand 10/2021 giống với thị trường quốc tế, gồm có đèn pha halogen, giả đèn LED định vị ban ngày nằm trong lưới tản nhiệt, mâm hợp kim 15 inch tạo hình cánh quạt trông khá là thể thao. Tiếp đến, hình ảnh thực tế phía bên trong nội thất của Hyundai Grand 10/2021 cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Theo đó thì phần tablo xe được tạo hình theo kiểu dạng vây cá trông khá là trẻ trung và bắt mắt. Cửa gió điều hòa dạng tuabin có viền màu đỏ trùng màu với ngoại thất trông khá là trẻ trung. Các hàng ghế được bọc da đen và thêu chỉ đỏ. Đằng sau vô lăng là cụm đồng hồ tablo có cách tạo hình kiểu mới, bao gồm một đồng hồ analog kết hợp với màn hình điện tử. Xe được trang bị cùng màn hình thông tin giải trí 8 inch có tích hợp camera lùi, nhiều khả năng cũng sẽ có khả năng kết nối với Apple CarPlay, Android Auto. Đây cũng là phần nâng cấp đáng chú ý nhất của mẫu xe này so với phiên bản hiện tại. Theo quan sát của cá nhân tôi thì nội thất của Hyundai Grand 10/2021 sẽ có cụm điều hòa chỉnh bằng cơ, chứ không phải là loại tự động như trên Kia Morning hay VinFast Vanille. Bù lại thì vô lăng của xe lại có sự góp mặt của hệ thống ga tự động Cruise Control, một trong những trang bị hiếm thấy trong phân khúc xe đô thị hạng A. Tương tự thế hệ cũ thì Hyundai Grand 10/2021 tiếp tục duy trì hai biến thể khác nhau, gồm hatchback 5 cửa và sedan hạng A duy nhất trong phân khúc ở tại thị trường Việt Nam. Nhiều khả năng sẽ vẫn sử dụng loại động cơ xăng 1.2 lít cho ra tổng công suất là 81 mã lực, đi kèm với cùng hộp số 4 cấp và hộp số sàn 5 cấp. Sau khi chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam thì Hyundai Grand 10/2021 hứa hẹn sẽ tăng thêm thực lực cạnh tranh sòng phẳng lên đối thủ bán chạy nhất trong phân khúc xe đô thị hạng A, đó là VinFast Vanille, và bỏ xa các mẫu xe khác nằm ở trong phân khúc này. Nhiều khả năng mẫu xe đến từ Hàn Quốc này sẽ khuấy động thị trường Việt Nam vào nửa cuối năm nay. Thời điểm ra mắt chính thức của Hyundai i10/2021 rất có thể là sẽ rơi vào ngày 6 tháng 8 tới đây. Lý do là trên trang chủ fanpage của TC Moto mới được cập nhật một sự kiện sẽ diễn ra vào 10 giờ sáng ngày 6 tháng 8 năm 2021 với tên gọi là Một Tôi Mới. Không khó để nhận ra đây chính là chiếc xe Hyundai Grand 10/2021, bởi không có mẫu xe nào trong danh mục sản phẩm của TC Moto có đèn LED ở phần lưới tản nhiệt. Điều đó càng được thể hiện bằng những cái thông tin giảm giá của các phiên bản cũ lên tới gần 40 triệu đồng tại các đại lý nhằm dọn kho để chuẩn bị phân phối thế hệ mới dự kiến sẽ tung ra thị trường vào những ngày tới. Cá nhân mình cho rằng sau khi Hyundai Grand 10/2021 được ra mắt tại thị trường Việt Nam, mẫu xe này sẽ có một cái doanh số bùng nổ ngay ở trong tháng đầu tiên, vượt qua đối thủ VinFast Vanille. Tuy nhiên, để dự đoán về tương lai của hai mẫu xe này thì quả thực rất khó có thể chúng ta đưa ra bất kỳ những cái thông tin chính xác nào. Cuộc đua này sẽ còn rất dài và mẫu xe nào giành được chiến thắng tương lai, mình sẽ có một bài so sánh giữa VinFast Vanille và Hyundai Grand 10. Kính mời các bạn theo dõi. Vừa rồi là những thông tin về mẫu xe Hyundai Grand 10/2021. Cảm ơn quý vị các bạn đã tham gia theo dõi bản tin News số 48 của Auto Việt Nam. Xin kính chào và hẹn gặp lại.